Xin chào các bạn nha. Hiện tại thì chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ khoa học và kỹ thuật phát triển, cái thời đại mà cái gì cũng có thể mang đi sấy được, đặc biệt là trái cây. Trên tay mình đang có hai loại trái cây, đây là sầu riêng sấy, còn đây là dâu tây sấy. Cái sản phẩm trái cây sấy này thì đã được bán đi rất là nhiều nước rồi, trong đó có Việt Nam của mình nữa. Cái này thì được người ta sử dụng quy trình đông khô tức thì ở âm 35 độ C. Cái điểm cộng đầu tiên mà đập vào mắt mình là người ta sẽ bỏ trong những cái hộp nhỏ như vậy nè, nó tạo cho mình cảm giác sang trọng sao á. Và cái điểm cộng tiếp theo là ở đây người ta có thiết kế cái phần mở nè, rất là dễ mở luôn ha. Xin mời các bạn nha. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Cái này người ta sấy hoàn toàn bằng trái cây tươi á, nên mình vẫn còn cảm nhận được rất là rõ cái vị dâu luôn. Bây giờ thì đến sầu riêng nha. Xin mời các bạn. Nó hay chang sầu riêng tươi của mình luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái này là phiên bản giòn nha. Và nó một điều là ăn nó cuốn thật sự các bạn ạ. Cái này khi sấy lên thì người ta không có sử dụng đường đâu, nên mình vẫn còn cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên của trái cây luôn á. Sau khi mà mình trải nghiệm xong rồi á, thì mình thấy cái trái cây sấy này nó rất là ngon luôn, ăn giòn giòn rất là vui miệng. Cái này thì người ta sấy hoàn toàn bằng trái cây tươi, nên nó vẫn còn giữ được cái chất dinh dưỡng và cái tính đặc trưng riêng của từng loại trái cây luôn á. Nói chung thì cái trái cây sấy này nó có tính tiện lợi rất là cao, mình có thể đem đi ăn bất cứ ở đâu luôn. Và đặc biệt là người ta thiết kế trong cái hộp này nè, giúp mình bảo quản rất là lâu luôn, nó không có bị mềm.